Xin kính chào quý vị và các bạn. Từ chiều tối ngày hôm qua đến sáng sớm ngày hôm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m, nên khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác. Dự báo trong đêm nay và ngày mai thì tại đây vẫn tiếp tục duy trì mưa dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến là từ 30 đến 50 mm, có nơi còn trên 80 mm. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do mưa nhiều nên nền nhiệt trên khu vực giảm nhẹ, dao động là từ 23 đến 33 độ. Tại khu vực Trung Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh cho đến Phú Yên chịu sự chi phối của gió phơn nên vẫn có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất ngày mai đạt mức là từ 34 đến 37 độ. Chỉ riêng phần từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận có mưa dông rải rác vào lúc chiều tối nên mức nhiệt không cao bằng. Trưa chiều mai dao động là từ 33 đến 36 độ. Xa hơn ở phía Nam, cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu sự chi phối của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên về chiều tối thì vẫn có mưa dông rải rác. Cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc cũng như là gió giật mạnh nguy hiểm. Về nhiệt độ thì nền nhiệt tại Tây Nguyên vẫn dao động là từ 20 đến 32 độ, còn ở Nam Bộ là từ 24 đến 33 độ. Đến với Biển Đông, tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đều có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 3, cấp 4. Nền nhiệt tại cả hai quần đảo đều không vượt quá mức là 31 độ.